Hello anh em, đến hẹn lại lên. Lại hôm nay tối trời rồi. Yeah, sẵn sàng review cho anh em con Yamaha X-Max 300 độ bi cầu. Thì nói thật với anh em luôn là con này mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình dành cho anh em lên bi cầu, và anh em X-Max nào lên thì các bạn sẽ có thể tránh được những cái hệ lụy hay là những cái phương án nó tốt nhất cho xe, chứ không phải là lên như mình, lên cố xong bắt đầu là không dùng được hết, nó rất là phí. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà nó lại sợ hơi kiểu bị phí tiền ấy. Đó, thì hôm nay mình sẽ review và chia sẻ cho anh em về cái cảm nghĩ về chiếc X-Max này. Đây các bạn ơi, mình nổ máy lên này, mở điện lên cho anh em. Đấy, thì con này cấu hình mình sử dụng là bốn con đèn bi cầu 1.8 inch. Con đèn này là 4 con đèn bi cầu 1.8 inch, cộng với thêm là cái này mình đổi lại demi thành màu xanh, cảm giác nó chạy như kiểu chữ X ấy. Đấy, thêm một nữa là cái này là demi. Ngoài cái mắt quỷ màu xanh ra thì mình có chạy vòng thiên thần là màu trắng. Đấy, khắc chữ logo BMW. Nhưng mà con đèn này là lúc mình chủ quan, là khi mình lên đèn mình không kiểm tra, là tháo ra để kiểm tra cuộn điện với sạc, thì cứ nghĩ là một con xe ga lớn thì nó sẽ phải chạy sạc của giống tối thiểu là giống con NVX 155. Đấy, là sạc 3 pha rồi, sạc rồi, cuộn điện 3 pha rồi, các thứ rồi. Nhưng con này đến mà khi mà lên xong rồi, mình lên 4 con đèn này xong. Đây, nổ máy lên cho anh em nghe. Mình lên 4 con đèn. Đấy, mình lên 4 con đèn và mình test cái điện đèn. Đấy, mình lên đèn này. Đây, mình bật công tắc đây. Nó là cái công tắc Daytona rất là bé và gọn đây. Đấy, Daytona chính hãng bé gọn để bắt đây. Thì mình lên con đèn này xong. Sau đấy là mình lên thêm cả con đôi cặp L12. Đấy, lên hết cái đèn này, lên cặp L12 thì nó xảy ra hiện tượng là gì? Đi 3 đến 5 cây, tắt máy đi, không lên điện được nữa. Đấy, không lên điện được nữa. Lúc đấy là cái câu chuyện của nó là đang là lên đủ 4 đèn nha anh em. Đây, đủ 4 đèn LED. Đấy, và bây giờ nó đang trở lại thành là mình chỉ lên 2 đèn LED ở đây và 2 cái đèn demi đây là mình lắp kiểm. Đấy, nó câu chuyện này thì là mình sẽ review cho anh em tổng thể chiếc X-Max này, để anh em mình có cái lựa chọn tốt nhất cho cái bài lên bi cầu của mình. Vì con đèn zin này của nó khá là tối, đèn zin của X-Max này nó khá là tối, nên là lên con đèn này thì cấu hình mình đi buổi tối tầm 8-9 giờ tối là nó không đáp ứng được cho cái nhu cầu chạy tốc 70-80 của mình. Thì mình có tư vấn anh em là lên thêm đôi đèn. Đấy, thì đèn này là mình lắp cho bên tủ này, nhưng mà khi mà lên thì chủ quan một tí thôi mà nó đã xảy ra cái trường hợp là tốn khá nhiều tiền, tức là phí hai cái đèn trên kia, các bạn thấy rồi đấy, nó phí hai con đèn trên. Đấy, thì hôm nay sẽ review cho anh em tổng thể nhá. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, thì mình vào cái đèn này thì cái clip mà review chiếc X-Max này là mình đã làm review rồi, nó chỉ có cái đèn này thôi. Thì mình đầu tiên ấy thì là con này chúng ta phải hiểu là sau khi mình lên 4 con đèn và lên 2 đèn chữ sáng L12 đấy nữa. À, con này là L9. Con này là L9 Pro. Thì lên thêm 2 con đèn L9 Pro thì đi khoảng tầm 5 cây. Mình tắt máy đi, xong mình để nổ lên thì nó sụp hết tất cả luôn. Thì mình mới bảo thôi về nhà để kiểm tra lại cuộn điện và sạc. Chức cam đầu nó thấp xuống một tí ấy, để cho đẹp. Đấy, đúng rồi. Ok. Thì khi mà lên cái đèn này xong thì mình về mình tháo ra, mình phát hiện ra cái sạc của nó ấy, thì nó giống sạc con T-Bix. Nó còn không được bằng sạc con Exciter 150, là sạc Exciter 150 nó có tụ. Con này lại là không bằng con sạc NVX nữa. Sạc NVX nó chỉ là sạc NVX nó là đã 3 pha rồi. Còn con này sạc của nó có 2 pha thôi. Cuộn điện của nó sạc có 2 pha. Nếu mà anh em nào mà thích chơi kiểu thuần đèn, tức là các bạn muốn chơi kiểu theo là nhiều đèn nhất có thể, gồm là 4 con bi cầu này cùng sáng bật lên, 4 con này cùng sáng. Đấy, bật công tắc lên, 4 con bi cầu này cùng sáng. Đấy, và thêm một nữa là anh em có lên thêm luôn cả đôi đèn chữ sáng này nữa. Camera đi vào đây xem này, đi đứng là ngồi dưới này nhìn cái độ sáng của cái đèn này. Đấy, các bạn muốn là tất cả 4 con cùng sáng. Đây là mới là 2 con thôi nhá, đây là 2 con này, đây là bi cầu à, đây mình tắt công tắc này rồi. Đây, camera lùi vào đây để anh review từ nhá. Mình tắt bi cầu trước đi này, thế mình tắt bi cầu này, mình bật đèn lên này. Đấy là 2 con bi cầu à, thì nó sẽ sáng hơn zin nhá, chắc chắn là khẳng định anh em là sáng hơn zin rất là nhiều rồi. Đấy, đi tốc 80-90 đều ok luôn với cái đèn 2 con bi cầu này. Đấy, và thêm nữa là mình lên thêm 2 con chữ sáng nữa.
đây, mình lên hai con L9 này nữa. Đấy, thì nếu mà anh em nào muốn mà đây là đang chạy hai con đèn bi cầu và hai con đèn L9, còn nếu mà anh em muốn lên là bốn con đèn bi cầu, đấy, bốn con đèn bi cầu thì anh em sẽ phải dùng là như này. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ phải sử dụng cốt điện, là chúng ta phải tháo cốt điện cũ ra. Và không giống như kiểu Winx thì nó Winx nó sẽ có cuộn sạc 3 pha để thay thế vào, nhưng con này thì hiện tại mình chưa tìm được cái cuộn sạc 3 pha nào giống hệt con này để thay. Thì phương án chúng ta sử dụng sẽ là chỉ là tháo ra và cuốt lại cốt điện 3 pha. Đấy, sau đấy chúng ta đi sạc của R3. Chính hãng R3 là ok, ngon lành luôn. Còn nếu mà phương pháp như mình đang sử dụng đây là gì, là muốn giữ lại sim và không tốn quá nhiều chi phí. Vì khi tháo cái cuộn điện ra, nó nằm ở trong này, thì chúng ta sẽ phải thay cả nước mát nữa. Đấy, thì là nó tốn rất là nhiều chi phí, nó vênh lên. Mới lên đôi đèn này tiền tốn đã nhiều rồi nhá. Thì sau đấy lại lên thêm là thay nước mát này, thay lên cuộn điện 3 pha này, lên sạc R3 này, thì nó tốn khá tiền cho cái dàn bi cầu. Nếu anh em mà chơi mà hài lòng với những gì mình có, đấy là gì ạ? Lên hai con bi cầu là sáng lắm rồi, đi ok lắm rồi. Và anh em không cần có nhu cầu lên 4 con. Thì nếu mà với dụ 2 con thì sáng khoảng 80%, thì 4 con nó sẽ sáng 100%. Đấy, thì không là thuần đèn rồi, không gì phải chê. Thì anh em tùy anh em lựa chọn, anh em có thể cuộn lại cuộn điện thay sạc hay các bạn lên bài nào lên. Còn nếu mà anh em nào chơi như mình thì giữ nguyên cuộn sạc, chỉ thay mỗi cái sạc mình chắc cú là mình thay sạc exciter. Và mình lên thêm cái bình lithium là để làm gì? Để nguồn sạc, nguồn xả ra nó tốt hơn, nguồn chữ pin nó nhiều hơn, là mình thay bằng sạc chắc cú nữa, mình thay cái sạc của con Exciter 150. Thì Exciter 150 nó khác với sạc Zin này một tí là nó có tụ, nó làm cho cái dòng điện nó ổn định hơn. Thì mình thay sạc và thay bình. Đấy, và tiếp theo nữa mình đi hai đèn. Đây các bạn này, các bạn nhìn này, bình thường nhá. Đây. Bình thường anh em chỉ thấy đề mi không? Vì nó đa phần là sử dụng đi ban ngày thôi. Còn buổi tối đi ấy, thì mình cần cái đèn nó sáng, thì sáng mà nó vẫn hài lòng với cái độ sáng đấy của nó thôi. Thì mình lên hai con này. Đấy, mình lên hai con này. Đấy, camera em quay đây, em ngồi đây cho anh. Đấy, em ngồi đây để anh chỉ cho đúng không. Đấy, các bạn nhìn thấy cái độ rộng của đèn không? Cái độ rộng của đèn. Đấy. Độ rộng của đèn. Đây em chắc đây cho anh. Đấy, độ rộng của đèn này. Mình bật pha cốt này anh em này. Đấy, pha cốt của nó à. Độ rộng của đèn, đây mình tắt đi nhá. Tắt cái bi cầu đây anh em nhìn thấy. Độ rộng của đèn. Còn nếu mà các bạn mà muốn nó rộng hơn nữa thì chúng ta sử dụng hai cái pha bi cầu bên ngoài. Đây em lại giúp anh em đi ra đây. Đây, chúng ta là mình đang sử dụng là hai con bi cầu ở đây và hai con này mình lắp kiểm. Đấy, thực ra bốn con đèn này đều sáng, nhưng bốn con đèn này nếu mà không lên cuộn điện, không lên sạc thì nó sẽ không chịu nổi điện. Đấy, nên mình đi hai con này. Thì hai con này là do thẩm mỹ của mình thôi, mình thích là hai con bên trong. Nếu anh em thích thì lắp hai con bên ngoài cũng được, hoặc anh em có thể lắp một con đèn một con một bên, hoặc là hai con một bên cùng sáng cũng được. Đấy là tùy cách chơi của anh em, nhưng tối đa chúng ta chỉ đi được hai bi cầu thôi. Đấy, đây là một cái kinh nghiệm mà gọi là xương máu của mình đã lên rồi và mình đã dính vào trường hợp đấy rồi, nên là anh em nào mà cân nhắc lên bi cầu chỉ lên hai quả cho mình thôi nhá, không lên quá nhiều. Cái này thì mình định đấu đề mi vào đây để làm tích hợp sinh nhan ở đây luôn này anh em ạ. Định lắp vào đây, mình sẽ lắp bộ đèn sinh nhan ở đây luôn, và lúc đấy là mình có bát gương, mình sẽ lắp cái gương lắp đây. Đấy, đây là cái bài mới, thì tiếp theo thì sẽ update lên cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những video sau nhé. Bye bye các bạn.